Xin chào các khán giả của Gia Bảo Luxury. Chúng ta đang quay trở lại với chuyên mục review đồng hồ. Và ngày hôm nay cái tên được nhắc đến đó là Vacheron Constantin Overseas 41mm 4500V với chất liệu vàng hồng. Nằm trong top 3 thương hiệu uy tín nhất trong ngành công nghiệp đồng hồ Thụy Sĩ, Vacheron Constantin ghi dấu ấn với giới mộ điệu không ngừng với những thiết kế đồng hồ thực sự cổ điển. Mỗi một cỗ máy được tung ra bởi thương hiệu này luôn thu hút sự chú ý lớn lao từ phía công chúng, từ những khách hàng thông thường tới những tay chơi sưu tầm đồng hồ kỳ cựu. Và năm 2016 là một năm quan trọng trong lịch sử phát triển của hãng ở giai đoạn hiện đại, đặc biệt đến từ bộ sưu tập Overseas bắt nguồn từ thế kỷ trước. Cùng năm 2016, tại sự kiện triển lãm SIHH, Vacheron Constantin mang tới 5 mẫu đồng hồ mới đều đi kèm chứng nhận Hallmark of Geneva, danh tiếng thuộc bộ sưu tập Overseas. Nhắc lại một chút về chứng nhận này thì đây là chứng nhận đảm bảo các tiêu chuẩn về xuất xứ, tính ổn định, tính chính xác cùng với trình độ chuyên môn trong ngành công nghiệp đồng hồ. Nó hướng đến sự tôn trọng kỹ thuật truyền thống và tay nghề chế tác thủ công mà một số ít thương hiệu ngày nay vẫn cố gắng theo đuổi. Vacheron Constantin là một đại diện trung thành với con dấu này kể từ năm 1901. Tuy nhiên thì đấy không phải là điều đặc trưng duy nhất mà Overseas sở hữu. Những thiết kế mới của năm 2016 đã được đổi mới về mặt kiểu dáng, mang đến cảm giác chỉn chu hơn, nịnh mắt hơn, tựu chung là cảm giác thanh lịch rõ nét. Vacheron Constantin Overseas 4500V là một chiếc đồng hồ có độ mỏng vừa phải và vẫn mang vẻ đẹp sang trọng một cách cổ điển. Điều mà thương hiệu Vacheron Constantin vẫn giữ lại là những đặc trưng DNA của dòng đồng hồ 222 tiền nhiệm xuất hiện trước đó. Có thể kể đến bộ vỏ có kiểu dáng dễ nhận diện, đó chính là phần vành bezel được khuyết kiểu cách theo biểu tượng thánh giá. Sự thêm mới ở đây là nét thanh lịch và giảm bớt sự gồ ghề, thêm vào sự tinh tế ở những chiếc đồng hồ cao cấp. Bộ vỏ của Vacheron Constantin 4500V giữ ở 41mm và trong dáng vỏ Tourneau đã được điều chỉnh tỷ lệ so với phiên bản trước đó. Với mẫu đồng hồ này, nhà sản xuất có cung cấp các phiên bản thép không gỉ và vàng hồng. Với phiên bản thép thì Overseas còn được trang bị thêm dây đeo kim loại, còn phiên bản vàng hồng như ở Gia Bảo Luxury thì sẽ chỉ có dây đeo da và dây đeo cao su. Đây thực sự là một điều nuối tiếc lớn vì với cá nhân tôi thì dây đeo của đồng hồ Overseas không hề thua kém dây đeo trên những chiếc đồng hồ Nautilus hay là Royal Oak, những huyền thoại của đồng hồ thể thao sang trọng. Điểm thú vị ở Overseas mà cả Royal Oak hay là Nautilus vẫn chưa bắt kịp đó là cơ chế thay đổi dây đeo mà không cần công cụ đi kèm. Với bộ vỏ vàng hồng 18K đã được trải xước bề mặt cùng một vành bezel sáng bóng, mẫu đồng hồ này có khả năng kháng nước ở mức 150m. Không siêu mỏng như Ultratin được tung ra cùng thời điểm, song Overseas 4500V còn có khả năng hoạt động trong môi trường có từ trường xuất sắc. Điều được đảm bảo bởi vòng sắt non ôm trọn bộ máy tự động đang đập bên trong bộ vỏ sang trọng. Caliber 5100 bên trong mẫu đồng hồ này là một bộ máy mới được phát triển đặc biệt bởi nhà sản xuất Vacheron Constantin. Dành riêng cho những mẫu đồng hồ thuộc bộ sưu tập Overseas, Caliber 5100 là một bộ máy tự động có thể duy trì hoạt động trong vòng 60 giờ đồng hồ với một roto bằng vàng 22K được hoàn thiện cực kỳ đẹp mắt, lộ ra phía mặt đáy đồng hồ. Về mặt chức năng thì Caliber 5100 hiển thị giờ, phút, giây và báo ngày như những gì chúng ta có thể nhìn thấy ngay trên mặt số. Với mẫu Overseas này, mặt số là một màu bạc duy nhất. Nếu ở phiên bản bằng thép không gỉ, nhà sản xuất còn cung cấp thêm một mặt số màu xanh blue. Rõ ràng là sự kết hợp của mặt số bạc và vàng hồng sẽ đem đến cái nhìn thiện cảm nhất như chúng ta có thể nhìn thấy ở đây. Những chi tiết bên trên mặt số đúng như những gì chúng ta biết về thương hiệu đồng hồ Thụy Sĩ top 3 này. Từng cọc chỉ giờ đều làm từ vàng hồng và được đính nổi. Bên trong những cọc chỉ giờ là lớp phát quang màu trắng nền nã. Vạch chia dây được đánh rõ nét từng mảnh bên ngoài rìa mặt số. Cùng ô cửa sổ bóng hay tại góc 3 giờ, mặt số của chiếc Overseas 4500 là điều gì đó dễ hiểu và sang trọng bậc nhất trong làng chế tác. Từ tổng thể thiết kế Overseas được công chúng xếp vào dòng đồng hồ thể thao sang trọng, đứng chung phân khúc với Patek Philippe, Nautilus hay là Audemars Piguet Royal Oak, cả ba nhà chế tác được kể trên đều có lịch sử lâu đời, kinh nghiệm, chế tác thượng thừa với vô vàn sản phẩm chất lượng, nên thật khó để chỉ ra thiết kế nào ưu việt hơn, xuất sắc hơn. Còn ý kiến của các anh em thì sao? Hãy để lại bình luận của mình ở phía bên dưới và đừng quên theo dõi những video tiếp theo nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại!